Xin chào tất cả các anh em nha, video làm giới thiệu cho anh em tham gia một chương trình này góp là Zoom Valency. Mình sẽ nhận được 0.05 tóc cần có hiệu là ZOMB. Một tóc cần này nó đang bán yêu sẽ đi sàn Binance nha các bạn. Thì con này giá khá là cao nha các bạn. Thì nó bán trong nhìn bán khoảng VCL là 10 tóc cần bằng 10 tóc cần Zoom này có khoảng bằng 1 BNB các bạn. Để tham gia giá hôm nay mình đi phần link mô tả video của mình, các bạn mở cái link form ra. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho link group follow controller người ta các bạn. Rồi tất cả nhiệm vụ thứ hai các bạn follow và retweet tăng 5 người bạn vào các bạn. Submit tweet profile link. Rồi tiếp tục thì các bạn nhấp tiếp tới trang đó các bạn. Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn gì việc like và tweet nha các bạn. Chỗ này bằng like nè. Các bạn chỉ trang như tweet được game nè. Rồi tất cả các bạn tăng 5 người bạn của mình vào các bạn. Còn mình còn Goku. Còn Leyu. Còn tuôn còn minh. Rồi các bạn tự quyết cho 5 người bạn nha các bạn. Sau khi tự quyết xong các bạn trở về một cái link form nè các bạn. Submit profile link thì các bạn mở tờ Twitter mình ra lại nè. Tất cả các bạn nhấp vào ba cho bên trên cùng các bạn, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn nhấp vào một chia sẻ nè. Tiếp tục thì các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Sao chép vào bản khai nhớ tạm nè. Rồi tất cả các bạn mới đếp lại nha các bạn. Các bạn bắt vào đây. Tiếp tục dòng đầu thì các bạn điền lời username tại Twitter, Telegram của tất cả các bạn đã xôn xào các bạn. Thì các bạn vào ba cái tin cùng các bạn vào setting copy username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Tiếp tục mục này là mục quan trọng để các bạn không phối nè các bạn. Các bạn mở địa chỉ với chocolate ra, các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain của mình nha các bạn. Các bạn chậm xíu nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain này nè, các bạn sao chép lại nè. Rồi các bạn bắt lại nè. Các bạn bắt từ đây nha các bạn. Rồi cái mục wrapper này thì các bạn điền giùm mình a cộng anh bút số 1 mình có để dưới phần link mô tả cho các bạn nè các bạn. Rồi tất cả các bạn chỉ bấm gỡ là xong các bạn. Ok, vậy mà đã hướng dẫn bạn tham gia góp nhận 0.05 token Zoom đến đây cũng kết thúc. Mình sẽ tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo của mình nhé.